Mày gọi điện thoại cho thằng Hưng Sẹo đi. Dạ, đây anh. Nhàn à, em đi với anh. Anh Tùng hả? Ừ, anh đây. Có chuyện gì vậy anh? Em đang chờ anh Sinh tới đón em đi về. Bây giờ em đi với anh đi, rất là gấp. Có chuyện gì mà gấp dữ vậy anh? Hôm nay chúng ta sẽ tới bệnh viện để tiến hành phẫu thuật thay giác mạc cho em đó. Hả? Anh Tùng, anh nói cái gì? Vậy có nghĩa là đôi mắt của em sẽ chữa được hả anh? Đúng rồi. Đi, nhanh lên đi em. À, khoan đã. Chuyện gì? Anh ơi, anh ráng chờ chút xíu nha. Em đợi anh Sinh tới rồi mình cùng đi luôn nha anh. Không được em à, chuyện này gấp lắm. Ờ, anh ơi, còn phải gọi điện thoại cho ba em nữa. Nhàn à, em nghe nói nè, ca phẫu thuật đặc biệt này rất là khẩn cấp. Bây giờ em kêu tất cả mọi người tới thì rắc rối lắm. Hay là vậy đi, tới bệnh viện đi, rồi anh sẽ gọi cho anh Sinh, rồi ba, tất cả mọi người luôn, được không? Đi, nhanh lên. Dạ. Chào em. Chào anh. À, anh ơi, anh tới đón chị Nhàn hả? Ờ đúng rồi, Nhàn về chưa em? Dạ hồi nãy có anh kia đi xe hơi tới rước chị Nhàn rồi. Vậy hả? Em có biết là ai không? Dạ em cũng không biết nữa. Mà thấy rất là gấp, em nghĩ là chuyện quan trọng. Cảm ơn em. Dạ không có gì.